Chào mừng anh em trở lại với hai đợt tập Shonen. Trong quá khứ, Geto từng cho rằng hắn sẽ thay đổi cả thế giới khi có nguyên hồn Rika, bao gồm việc chiến thắng Gojo Satoru. Chẳng rõ chiếm xác người ta xong, Kenjaku có kiêm luôn việc chứng minh suy đoán không nhỉ? Nếu đang tò mò giống tôi, mời anh em cùng đến với video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ phân tích khả năng thắng lợi của Kenjaku khi cộng thêm nguyên hồn Rika. Bước vào trận chiến với chú thuật sư mạnh nhất hiện nay, bên nào sẽ giành chiến thắng đây? Một, sự kết hợp giữa Kenjaku và Rika. Có anh em nào đang cảm thấy xa lạ với cái tên Rika không? Ví dụ như nghe tên quen quen mà chưa lốt được đó là ai? Cô nàng này từng làm mưa làm gió trong phần tiền truyện của Jujutsu, cái được Geto gọi với danh hiệu nữ hoàng lời nguyền. Okamoto Rika là bạn chơi từ nhỏ với Yuta. Bởi lời hứa tình yêu và tai nạn xảy đến bất ngờ, cô trở thành nguyên hồn cực kỳ mạnh mẽ. Sự xuất hiện của cô khiến cao tầng đưa Yuta lên thẳng hàng ngũ đặc cấp ngay khi vừa nhập học. Đáng nói nhất là trong cuộc chiến Bách Quỷ Dạ Hành, Geto ước lượng tỷ lệ chiến thắng của bản thân chỉ dưới 20%. Thứ tạo ra thay đổi đột phá là nguyên hồn Rika. Cô sẽ nâng khả năng chiến thắng đạt tới 99%. Mục tiêu của Geto là giết sạch người bình thường và tạo ra xã hội chỉ có chú thuật sư. Hắn tin rằng sau khi sở hữu Rika, kế hoạch của mình chắc chắn sẽ thành công. Điều này bao gồm đánh bại Gojo Satoru. Dù sao đi nữa, Rika sở hữu một sức mạnh vượt trội, thậm chí hơn xa nguyên hồn đặc cấp thông thường. Nhiều anh em tin rằng tuyên bố của Geto là do hắn đánh giá bản thân quá cao hoặc do chưa nhận thức đầy đủ về sức mạnh của Gojo. Mọi thứ có thật sự như vậy không? Để khách quan nhất, chúng ta hãy chú ý tới thời điểm Vol Zero ra mắt. Phần chuyện này được coi như một nội dung hoàn thiện và tách rời. Tôi đoán khi ấy mèo một mắt chưa lường trước được rằng mình sẽ phát triển nhân vật nhiều hơn nữa. Nói cách khác, Gojo của phần tiền truyện yếu hơn Gojo hiện nay. Tạm gác câu chuyện Gojo mạnh yếu như thế nào, anh giáo chủ đã không thể thực hiện kế hoạch bởi sức mạnh to lớn của Rika. Anh lường trước rằng anh thu phục Rika sẽ đạt được lợi ích ra sao, nhưng anh tính nhầm việc anh có thu phục được nổi không. Sau khi sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành chấm dứt, Kenjaku đã tự chiếm dụng quyền sở hữu cơ thể của Geto, bao luôn trí nhớ cho đến thuật thức. So với chú thuật sư nửa đường sa ngã như Geto, anh não mưu mô và tâm độc hơn rất nhiều. Bằng việc chuyển qua vô số cơ thể, thuật thức của hắn là tổng thuật thức của tất cả cơ thể trước đó. Nói riêng chú linh thao thuật của Geto, sau khi sang tay chủ mới là anh não, nó còn được nghiên cứu và mở rộng thêm. Tiêu biểu như cực phiên Uzumaki bản nhỏ hoặc chiết xuất thuật thức. Bản thân Kenjaku rất mạnh, đồng thời hắn cũng khiến thuật thức tăng thêm tầm cao mới. Điều này đi tới kết luận rằng hắn đủ sức thu phục Rika. Nguyên hồn Rika đồng hành với Yuta hiện nay là thứ ở lại với cậu sau khi Orimoto Rika siêu thoát. Rika là một kho chứa thuật thức và chú lực. Bởi khả năng đặc biệt này, cô còn được biết đến như lục nhãn phiên bản 0.5. Cô vừa giúp người dùng sao chép và sử dụng thuật thức gần như vô điều kiện, vừa giúp họ nạp chú lực. Dạng hoàn chỉnh của Rika còn sở hữu sức chiến đấu cực lớn. Cô đã chiến đấu ăn ý với Yuta không kém gì thức thần. Tôi đoán Rika là nguyên nhân Gojo đánh giá Yuta có thể mạnh ngang với mình trong tương lai. Khi Kenjaku thu phục được Rika, sức mạnh của hắn sẽ tăng trên diện rộng. Nếu hắn không thể sử dụng Rika theo cách thường thấy bên trên, bằng vào khả năng chiết xuất thuật thức từ cực hạn Uzumaki, Kenjaku có thể tối ưu hóa và sử dụng khả năng từ Rika theo cách đặc biệt. Đây có thể coi là mối đe dọa với Gojo. 2. Trận đấu giữa Kenjaku cộng Rika với Gojo. Chắc không nói thì anh em cũng hiểu tại sao chúng ta lại bước tới giả định về Kenjaku và Rika nhỉ? Hai đối tượng này nếu tách riêng sẽ không có cửa sổ, chứ đừng nói là cửa chính đánh thắng Gojo. Dù là Yuta sở hữu Rika hay Geto ban đầu, thêm vài Rika nữa thì may ra mới cân sức để ăn nổi Gojo. Kenjaku thì càng miễn bàn. Trong quá khứ, hắn từng bị đánh bại hai lần bởi chú thuật sư sở hữu lục nhãn. Lần duy nhất hắn sử được lục nhãn là giết người ta từ hồi còn trong tã lót. Anh em biết qua rõ lục nhãn là thể chất đặc biệt của gia tộc Gojo rồi nhỉ? Khi lục nhãn kết hợp với vô hạ hạn, nó sẽ đạt tới khả năng tối ưu nhất. Dựa theo thông tin về Kenjaku, chúng ta chưa rõ trong hai lần bị đánh bại bởi lục nhãn, liệu chú thuật sư đồng thời sở hữu vô hạn không? Trường hợp người ấy không có mà vẫn chiến thắng Kenjaku, chúng ta phải khẳng định uy lực của con mắt vô cùng vượt trội. Trong trận đấu với Yuki và Choso ở Hoàng Tinh Cung, Kenjaku đã cố gắng chỉ dùng đến chú linh thao thuật. Tôi không chắc điều này có phải vì hạn chế thuật thức của hắn không. Như anh em biết, trạng thái bất tử của Hakari chỉ duy trì trong vài phút chống độc đắc. Năng lực của Yuta cũng có giới hạn thời gian. Khả năng cao Kenjaku phải tuân theo điều kiện nào đó để sử dụng thuật thức khác với cơ thể hắn đang dùng. Thuật thức chú linh thao thuật được xếp vào hàng đặc cấp. Dì chữ chôm được quả xác ngon nghẻ thế này, chắc anh Ken vui mừng lắm. Hắn từng tự hào khen ưu điểm của thuật thức trước mặt Yuji. Hắn nói nhiều như thể bình thường chẳng có ai chia sẻ chung với mình. Tóm gọn một câu thì người sở hữu chú linh thao thuật có thể tạo ra một đội quân. Sức mạnh của nó nằm ở số lượng thuật thức người dùng có thể sử dụng được. Hiểu theo cách đơn giản nhất thì anh em sẽ bị hội đồng bởi một đám nguyên hồn lúc nhúc, mỗi con một đặc sắc riêng giống như khu vườn trăm hoa đua nở.
Nếu biết cách sử dụng đám nguyên hồn hỗ trợ lẫn nhau, đối thủ cầm chắc vé hẹo. Thứ Kenjaku tâm đắc nhất ở chú linh thao thuật đó là cực phiên Uzumaki. Hắn quảng bá rằng cực phiên là chiêu thức mạnh thứ hai chỉ sau lãnh địa. Càng thích hơn nữa là hắn tìm ra ứng dụng mới bằng cách dùng nguyên hồn cận cấp 1 hoặc cao hơn. Uzumaki giúp chiết xuất thuật thức. Nghe đến chiết xuất là anh em hiểu độ tinh hoa rồi đấy. Gạn đục khơi trong, nó sẽ để lại những thứ tinh túy nhất sau khi chiết xuất, giống như tạo ra một thuật thức mới vậy. Chẳng tự nhiên mà tôi cũng hóa thân Kenjaku để nói nhiều về chú linh thao thuật như vậy đâu. Bằng cách chiết xuất thuật thức qua Uzumaki, Kenjaku có thể sưu tầm được cả gia tài đồ sộ. Nó thuộc đẳng cấp cao hơn của sao chép thuật thức, vừa tích trữ được số lượng lớn, vừa đảm bảo chất lượng. Nghe thì ngon nhưng Kenjaku không thể tích trữ được vì nó sẽ khiến bộ não quá tải. Trong trận chiến ở Hoàng Tinh Cung, Yuki so sánh rằng dạng lưu thuật thức như này cần một bộ thẻ nhớ bên ngoài giống như nguyên hồn Rika. Tới đây thì anh em hiểu ý tôi rồi nhỉ? Sự xuất hiện của Rika cho phép Kenjaku tích trữ một lượng lớn thuật thức. Hắn vốn có một dàn nguyên hồn từ chú linh thao thuật, giờ thêm bộ nhớ ngoài đựng thuật thức thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Người ta bảo kiến đông cắn chết voi, ánh não cứ đứng xả lính vào thuật thức lại trả thắng luôn. Trên người Rika còn có một điều quan trọng khác, dường như cô chính là cầu nối để Yuta sao chép thuật thức. Áp dụng điều này lên người Kenjaku khiến tôi nghĩ tới một khả năng. Cho tới nay, các thuật thức trên người hắn đều mang đến cảm giác nhà giàu lắm tiền nhiều của. Kenjaku sử dụng được nhiều hơn một thuật thức, chưa kể đến Uzumaki còn có tác dụng chiết xuất thuật thức. Tổ hợp những nguyên nhân này cho thấy kỹ năng sao chép của Rika không giúp nhiều cho Kenjaku lắm. Tuy nhiên, chúng ta có một chi tiết thế này. Anh em có nhớ thân xác trước của Kenjaku là chú thuật sư độc ác thuộc gia tộc Kamo không? Nhìn được cách hắn ướp xác Geto, có thể đoán rằng mục đích đi tìm chỗ đựng não của Kenjaku là nhằm tới thuật thức của vật chủ. Trong giới chú thuật sư này, có hàng nào danh tiếng hơn thuật thức gia truyền của Ngự Tam gia chứ? Kenjaku khó mà cướp xác toàn bộ người của tam đại gia tộc được. Vậy nên nếu hắn vẫn còn nhằm nhè tới thuật thức gia truyền thì lúc này sẽ là thích hợp nhất. Rika có thể sao chép thập trụ ảnh pháp thuật hoặc vô hạ hạn. Thời điểm phong ấn Gozo ở Kenjaku, hắn từng chê thuật thức sao chép của Yuta. Nhưng nếu thật sự có nó trong tay, tôi đoán với bộ não đầy sạn của hắn sẽ cần được cách dùng thích hợp thôi. Tính từ lần cuối cùng Kenjaku thất bại trước Lục Nhãn đã trôi qua vài trăm năm. Điều này cũng đồng nghĩa rằng hắn từng đánh đổi vài cơ thể, có thêm thuật thức và mạnh hơn trước kia. Tiếc rằng Lục Nhãn đối diện với Kenjaku trong thế hệ này lại là Gozo Satoru. Đây là người mà đến chính hắn cũng không dự đoán được khi đấu với chúa nguyền Sukuna bên nào sẽ thắng. Gozo là người đồng thời kế thừa cả Lục Nhãn và Vô Hà Hạn trong gia tộc. Không những thế, bản thân anh cũng là thiên tài. Nhưng ngay trong trận chiến với Sukuna, chúng ta thấy khả năng ứng biến, tốc độ phản ứng hay trí tuệ chiến thuật của anh đều rất xuất sắc. Khả năng học hỏi của Gozo mạnh tới mức anh không ngán mấy ông già đòi khoe tuổi kinh nghiệm cả nghìn năm. Cả khi sở hữu thuật thức đầy ưu thế như chú linh thao thuật, anh ấy vẫn thấy Kenjaku chọn dùng ngục môn cương để phong ấn Lục Nhãn. Từ điều này đoán thêm một bước rằng hắn không muốn đánh nhau với Gozo. Ngay trước trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất, Kenjaku cũng ngầm ám chỉ rằng nếu hắn rời phe Sukuna quá sớm, Gozo sẽ tìm đến và xử hắn. Thông qua những phản ứng của Kenjaku và cách Gozo xử lý trận đánh với Sukuna, anh em đã có những phỏng đoán cho riêng mình rồi nhỉ? Nếu anh mặt vá chơi trò lên kế hoạch đánh úp như hồi anh xài ngục môn cương, có thêm Rika sẽ giúp anh đảm bảo chiến thắng. Song song với đó, nếu đánh nhau theo kiểu vũ lực và đột kích bất tình lình, tỷ lệ chiến thắng của Gozo chiếm hơn 50%. Đây có thể là một trận chiến hóc xương, nhưng kết quả cuối cùng không đổi. Gozo Satoru là kẻ mạnh nhất hiện nay. Bàn tới kết quả trận đấu theo cách vui vẻ và lạc quan vậy thôi, hẳn anh em đều biết tỷ lệ xảy ra là rất thấp. Để chiếm được quyền sở hữu Rika, may ra Kenjaku nhảy vào cướp xác Yuta thì hắn mới điều khiển Rika một cách ngon ơ. Chưa bàn tới độ khả thi, anh Kenny của chúng ta sẽ chẳng tham gia hành động công kênh và nguy hiểm cao như vậy đâu. Dựa theo tính cách, Kenjaku không phải là kẻ ham chiến đấu hoặc giải quyết mọi chuyện dựa trên bạo lực. Hắn thích việc lên kế hoạch và tránh phải ra tay nhiều nhất. Mỗi trận đấu của Kenjaku đều hướng tới mục đích nào đó, chứ không đặt nặng thắng thua. Vậy nên chúng ta mới thấy rằng hắn quậy tung giới chú thuật lên, động tay động chân từ cách mở game từ Diệt Hồi Du, rồi tới chính phủ và cao tầng giới chú thuật. Để Kenjaku chủ động dùng bạo lực đánh nhau với Gozo hơi khó. Thậm chí lúc Gozo tìm đến cửa, biết đâu lựa chọn của hắn lại là sủi tăm đi nơi khác. Arc cuối của Jujutsu hứa hẹn cho chúng ta rất nhiều trận đấu mãn nhãn. Dù Kenjaku định sủi hết bộ chuyện, thì tới đây hắn vẫn phải ngồi lên lấy hơi. Không chỉ tôi mà chắc toàn bộ anh em đều mong ngóng một trận chiến đã mắt đến từ vị trí của Kenjaku. Phải là một trận đấu khiến hắn bung hết mình, như cách hai kẻ mạnh nhất đang so kèo với nhau. Hiện nay Kenny đang sở hữu hai án treo trên đầu. Gozo muốn giết hắn để cho xác bạn thân an nghỉ. Yuta cũng muốn xử hắn vì không muốn thầy phải giết bạn thêm lần nữa. Anh em nghĩ sao nếu trong trận đấu với Yuta, hắn cướp được Rika rồi dùng nó để đấu với Gozo? Nghe vô lý nhưng không đến mức ảo ma đúng không mọi người? Video ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Nếu yêu thích, anh em đừng quên tặng hai đại tộc Shonen một like và một subscribe, đồng thời nhấn thông báo để nhận thêm những video mới nhất nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.